Mới đây, World Travel Awards công bố các giải thưởng du lịch thế giới, các điểm đến, khu nghỉ dưỡng, đơn vị lữ hành của Việt Nam giành chiến thắng tại nhiều hạng mục. Phần giới thiệu về Việt Nam, giải thưởng này mô tả Việt Nam là quốc gia đã vươn lên trong khó khăn để trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, hạng mục điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á cũng gọi tên Việt Nam. Một số địa danh nổi tiếng tại mảnh đất hình chữ S xuất hiện trong danh sách chiến thắng là Hội An, Hạ Long, vườn quốc gia Cúc Phương, Phú Quốc.